Kính chào tất cả quý khách hàng đã quay lại với kênh YouTube của Hiền Toyota Bình Triệu. Ngày hôm nay Thọ báo giá tổng hợp 38 xe đang có tại chi nhánh Hiền Toyota. Sau đây Thọ xin đi vào chi tiết của từng xe, mời quý khách quan tâm theo dõi. Đây là phân khúc C Corolla Antique 2017. Xe này bảng E và đang chạy là 50.000 cây số. Hiền Toyota đang hạ giá xuống còn 500 triệu 2017 nha. Con này là mẫu mới rồi, thì cửa gió máy lạnh là cửa xoay màu đen. Và tiếp theo là phân khúc C, nhưng mà này là bảng cao cấp nhất là 2 chấm. Thì xe này là mâm lớn hơn, đèn pha full LED, cảm biến góc lái trước sau và đặc biệt là có lẫy số vô lăng. Thì chạy 98.000 cây 2017. Cuối 2017 mẫu mới thì hiện Toyota đang bán ra là 535 triệu. Thì cái giá cập nhật mới nhất đã giảm giá cho khách hàng quan tâm. Và ở phân khúc D thì hiện Toyota đang có 3 con Camry tại chi nhánh 806. Thì xe đầu tiên là 2.5Q 2017, 77.000 cái số chuẩn, xe này gốc Sài Gòn nha. Hiện Toyota đang hạ giá bán là 685 triệu, một cái giá rất là hợp lý cho Camry 2.5Q 2017. Ở sân khúc xe nhập Thái thì 2.0G thì xe này sản xuất 2022, thì do điều kiện khách hàng nhà ở Sài Gòn và hộ khẩu Bình Phước thì họ đi về liên tục, hôm nay cái số là 50.000 cái số, một cái số hơi nhiều, nhưng mà bù lại cái là hiện Toyota đang bán ra cái giá chỉ có 900 triệu thôi cho xe nhập Thái 2022. Và tiếp theo là Camry 2.0 sản xuất Việt Nam 2018, 90.000 cái số, giá đang bán là 670 triệu. Chưa bao giờ xe rẻ như thời điểm hiện tại của năm 2023. Thì những xe này chúng ta đều có thể vay vốn được. Thì với Camry chúng ta đầu tư trước là 370 hoặc 380 là chúng ta nhận được xe. Còn Corolla Antique thì chúng ta đầu tư 250 là mình sở hữu được xe. Ở phân khúc rẻ tiền hơn thì hiện Toyota đang có 2 xe Morning. Xe số sàn thì 65.000 cây số 2018, đang bán giá là 255 triệu. Xe này chúng ta chạy ráp được nha. Thì 2018 thì ráp còn nhận hồ sơ. Và xe 2019 số tự động. Thì con này nếu chúng ta quan tâm về biển số đẹp thì chúng ta sở hữu được 51G88488. Hiện Toyota đang bán ra là 330 triệu, một cái giá rất hợp lý cho chúng ta mua để sở hữu số đẹp theo mã số định danh, số tự động như 2019. Chỉ có 34.000 cái số. Và ở phân khúc C, xe hàng thì điều quan tâm nhất là rất là nhiều đồ chơi, cửa sổ trời, ghế nhớ điện, lẫy số vô lăng 38.000 cái số. Là này Scirocco mẫu mới, số tự động nha, máy chấm 6 thì chỉ có 445 triệu. So với cái giá 455 cách đây 5 hôm thì hiện Toyota hôm nay review là giảm giá xuống cho quý khách. Và điều đặc biệt là xe gần như mới hoàn toàn, 4.000 cây số, sản xuất 2021 và đăng ký lần đầu 2022, rút nhập Indo nguyên chiếc thì giá đang bán là 590 triệu, chỉ có 4.000 cây số rin hoàn toàn nha, chưa sơn dầm lần nào hết. Và phân khúc 5+2 tiếp theo là xe số sàn, sản xuất 21, đăng ký 2022, 30.000 cây số, thì Toyota đang bán cái giá là 485 triệu cho Mitsubishi Xpander số sàn. Thì xe này chúng ta mua gia đình cũng được, chạy ráp cũng được. Và tiếp theo Santa Fe bản full máy xăng nha, này là bản đặc biệt nha, 2021 15.000 cây, hiện Toyota đang bán giá là 940 triệu. Thì giá bây giờ cực kỳ rẻ, rẻ hơn 500 triệu so với xe mới chúng ta lập thùng. Và ở phân khúc tiếp theo là Tucson, này là máy dầu bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì cửa sổ trời tầm cảnh, cốp điện, sạc thông minh IQ, rất là nhiều tính năng an toàn. Và đặc biệt là chủ xe này đã có nâng cấp cam 360 độ, rồi cảm biến xuất lốp, giá đang bán là 785 triệu, sản xuất 21 và đăng ký 2022, một chủ từ đầu thì chỉ có 16.000 cái số thôi. Và xe này là mới về ngày hôm qua, hôm nay mới lên hình đầu tiên, là Honda CR-V bản L nhập Thái 2018. Điều đặc biệt ở xe này là màu xanh ô liu nha, 38.000 cái số, Sài Gòn từ đầu, một chủ. Thì hiện Toyota đang bán cái giá là 759 triệu cho xe biển số Sài Gòn bản L. Thì chúng ta quan tâm liên hệ Thọ hoặc chị Hiền. Và ở phân khúc
gồm cao khác 5 chỗ là CRV 2.4, sản xuất 2015 và xe chạy là chuẩn là 18 vàng nha. Hiện Toyota bán bao rin về cái số và giá đang bán là 535 triệu. Thì bản 2.4 này là có cửa sổ trời mâm lớn hơn và rất là nhiều tính năng an toàn. Điều đặc biệt ở CRV là nội thất rất là bền bỉ, cái da sau 8 năm còn rất là đẹp. Ở phân khúc gầm cao tiếp theo của thương hiệu Nhật, Mazda CX-5, xe này là bản 2 cầu nha. Và điều đặc biệt ở bản 2 cầu mới này là có cam 360 độ rin từ nhà sản xuất và hai ghế trước là có chế độ làm mát ghế từ nhà sản xuất, chỉ có 10.000 cây số và sản xuất 2022. Hiện Toyota đang hạ cái giá xuống rất là đặc biệt, chỉ còn là 850 triệu. Với bản này xe mới là 1 tỷ 3 nha, thì chúng ta mua chỉ còn 850 triệu. Xe tiếp theo là CX-5 màu đỏ, sản xuất 2020, 2.5 một cầu. Xe này 33.000 cây số và hiện Toyota đang hạ giá xuống còn là 735 triệu. Giá này là bán thu hồi vốn nha. Màu đỏ, biển tỉnh. Và xe tiếp theo là biển tỉnh 2.5 một cầu luôn và cái này là 2017, chỉ có 42.000 cái số, giá đang hạ giá xuống còn là 575 triệu. Thì xe chúng ta cũng đã biết là CX-5 chỉ có thể sử dụng là mâm 19 inch, đi rất là đầm và rất là êm, đặc biệt máy rất là êm. Và tiếp theo là một xe rất là nhiều khách hàng quan tâm là CX-8. Xe này là bản cao nhất của một cầu là premium, sản xuất 2021 luôn nha. Xe đi 32.000 cái số và hiện Toyota đang hạ giá xuống bán là 885 triệu. Premium thì chúng ta đã biết rồi, là có cam 360 độ rin theo nhà sản xuất. Ghế da nách 3 Anh Quốc, rất là nhiều tính năng ở xe CX-8 này. Thì 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Và ở phân khúc tầm trung 600 triệu quay đầu thì Innova Venturer 2018. Xe này gốc Sài Gòn, hiện tại đang là biển tỉnh, chạy 98.000 cây số chuẩn, giá hiện Toyota đang hạ xuống còn lại 605. Chúng ta quan tâm thì liên lạc họ. Và xe tiếp theo là Innova số sàn 2019, xe chạy chuẩn là 88.000 cây và hiện Toyota đang bán là 507 số sàn nha. Xe này biển tỉnh, thì đối với 2019 là có 7 túi khí rồi, có cân bằng điện tử rồi. Và ở xe tiếp theo là Innova V thì nó 7 chỗ ngồi và sản xuất là 2018, xe chạy 16 vàng, hiện Toyota đang hạ giá bán xuống là 590 triệu. Bản V, biển tỉnh. Thì bản V thì chúng ta biết rồi, là có đèn Roadster, ghế điện, đề ta top rin và mâm đúc lớn hơn 1 inch. Tiếp theo là một xe số sàn mới về, xe này đang bán là giá 500, sản xuất 2018 nha. Xe này hiện tại đang là biển tỉnh nhưng mà gốc Sài Gòn, chạy chuẩn là 100.000 cái số. Ở phân khúc gầm cao hơn là Fortuner, thì đây là máy xăng hàng Indo 2019, 30.000 cái số. Hiện Toyota đang hạ giá xuống bán rất là hấp dẫn là 860 triệu. So với giá cũ là 880 thì xe đã giảm 20 triệu. Cho chúng ta quan tâm tới xe nhập khẩu Indo máy xăng. Và cũng là nhập khẩu Indo máy xăng 2019 thì xe này đi cái số nhiều hơn 55.000. Thì hiện Toyota dài hạ giá xuống bán là 835 triệu, cũng là biển tỉnh 2019 luôn nha. Chỉ có xe này 2018 này, màu nho, thì xe này đi 100.000 cái số, hiện Toyota đang bán 810, cũng là máy xăng luôn, con này cũng biển tỉnh luôn. Và một cái xe Fortuner xăng 2017, xe này là gốc Sài Gòn và hiện tại đang là biển Đồng Nai, có đủ đồ chơi hết, màn hình Android, cam 360, rất là nhiều tính năng và cây số cũng ít nữa, chỉ có 65.000 cây số. Hiện Toyota đang bán là 735 triệu cho xe 2017 nhập Indo. Tiếp tục là một xe nhập Indo nữa là máy xăng 2019, chỉ có 20.000 cây số, con này còn là biển tỉnh, thì hiện Toyota đang bán cũng là 860 triệu. Giá, tất cả giá thọ công bố đều có còn thương lượng và xem xe thực tế. Và ở tiếp theo là Fortuner dầu, hàng Việt Nam sản xuất 2020, chạy 134.000 cây, thì hiện Toyota đang bán là 870 triệu. Xe này biển tỉnh. Và tiếp theo là một xe cuối cùng của máy dầu, đang hạ giá xuống là 585 triệu. Điều đặc biệt xe này là nỉ rin sơ xe còn rất là đẹp.
117.000 cây số chuẩn gốc Sài Gòn, và hiện Toyota bán cho khách hàng và bao quay đầu hiện tại đang mua lại. Thì với 2015 chúng ta muốn vay ngân hàng về thì vẫn còn vay được 2 năm hoặc là 3 năm tùy cái chứng minh tài chính của từng khách hàng. 2015 mới giàu nha, số sàn nha. Và ở phân khúc rẻ hơn, 495 triệu cho xe Fortuner xăng 2014, bạn hay là bạn hai cầu, chạy chuẩn của nó là 140.000 cây số. Và ở rẻ hơn, trên lịch 50 triệu so với là 2014 sẽ có 2013, chạy 115.000, cũng là Fortuner xăng hai cầu, 450 triệu. Thì rất là nhiều xe đẹp cho chúng ta lựa. Và đây là bản thể thao TRD 2015, 80.000 cây số, 580 triệu. Thì đây là bản hai cầu nha, chứ không phải là bản một cầu nha. Điều khác biệt duy nhất ở bản hai cầu là chúng ta có rửa đèn pha. Thì ở bên ngoài rất là dễ nhận biết. Và một xe cuối cùng là 2012, máy xăng một cầu luôn. Thì xe này đang hạ giá xuống là 430 triệu. Song song những xe Thọ đang quay thì còn một xe cuối cùng là Nissan bán tại Navara. Thì Thọ cũng đã review rồi, xe này hạ giá xuống chỉ còn 500 triệu cho bán tại một cầu. Ở sau là phục nhún nha. 2019 chỉ có 38.000 cây số rin. Thì qua đây là một video clip giới thiệu tổng quan về tất cả xe đang có tại chi nhánh 806 quốc lộ 13. Song song với kênh YouTube Hiền Toyota Bình Triệu thì ở đầu chi nhánh Phạm Hồng thì Hiền Toyota cũng có một kênh YouTube Hiền Toyota, thì chị Hiền đang phụ trách ở bên đó. Thì chi tiết hơn chúng ta liên lạc trực tiếp Thọ 0901 777 888 hoặc chị Hiền 0908 666 999 thì sẽ hỗ trợ quý khách một cái giá tốt nhất, hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại của tháng 7. Rất cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ Hiền Toyota trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn.